chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào trong nước Chúa. Hãy gắng bước trước khi cửa khóa lại, mặc cho ai ngoài đó. Dù nói dối đã từng được ăn chung mây và từng được nghe tiếng Ngài, nhưng không ai tin nhận là bạn thân trước để được vào nước của Ngài. Ngày quang lâm tới Chúa đến trên cõi mây trời, thiên hà từ khắp muôn nơi sẽ được mời vào dự tiệc trong nước Chúa. Và ai giàu hết tin gác nơi Chúa nhân hiền sẽ nên hàng ngũ trước tiên trên thiên quốc hưởng vui vinh phúc muôn đời. Chúa đã phán Ngài quy tụ mọi người và họp muôn ngôn ngữ, chúng sẽ đến trước Ngài vàng ngước nhìn sự vinh quang của Chúa. Và sẽ nói với mọi người muôn dân nước về nguồn hiền vinh của Ngài. Đem anh em quy tụ từ nơi cư trú trở thành của lễ dâng Ngài. Ngày quang lâm tới Chúa đến trên cõi mây trời, thiên hà từ khắp muôn nơi sẽ được mời vào dự tiệc trong nước Chúa. Và ai giàu hết tin gác nơi Chúa nhân hiền sẽ nên hàng ngũ trước tiên trên thiên quốc hưởng vui vinh phúc muôn đời. Đừng khinh lời sửa dạy, đừng buồn khi Chúa trách. Đối với Chúa có thương thì mới dạy, nhận con yêu mới trách. Vậy anh em kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy, dù không thích gì nhưng qua đi ai chịu rèn thân như thế, tràn trề hạnh phúc an. Ngày quang lâm tới Chúa đến trên cõi mây trời, thiên hà từ khắp muôn nơi sẽ được mời vào dự tiệc trong nước Chúa. Và ai giàu hết tin gác nơi Chúa nhân hiền sẽ nên hàng ngũ trước tiên trên thiên quốc hưởng vui vinh phúc muôn đời.